Những cái dòng loa đứng này tại sao công suất lại cao hơn các dòng loa nằm? Vì cấu trúc của loa của nó. Đầu tiên là cấu trúc hon kèn như mình đã nói, là nó sẽ tăng công suất của cái phần chép giải chép lên. Thứ hai là phần gân bát. Gân bát của các dòng loa đứng như này sẽ làm bằng gân giấy rất là cứng. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số dạng loa thường được sử dụng trong các bộ dàn karaoke chuyên nghiệp hiện nay và ưu nhược điểm của từng dòng. Dòng loa đầu tiên, mà dòng loa rất truyền thống mà rất nhiều gia đình đang sử dụng từ xưa đến giờ rồi, là dòng loa nằm ngang như vậy. Dòng loa nằm ngang như vậy thường cấu trúc của nó sẽ bao gồm một củ bát kích thước từ 20cm trở lên và bao gồm từ 2 hoặc là 4 củ chép. Đó. Những dòng loa truyền thống như vậy á, thì nó chỉ đáp ứng được cho không gian khoảng tầm từ 20m² trở xuống thôi. Và từ công suất của nó thì nó rơi độ khoảng là từ 300W trở xuống. Nên là mọi người chú ý khi chọn dòng loa, sử dụng dòng loa này thì chỉ sử dụng cho không gian nhỏ, kín và có diện tích không quá 20m². Trong cái dạng loa này á, thì sẽ có những dòng loa tiêu biểu như mọi người đã biết, như là BMB, JBL, các dòng Passion Series nè, rồi những dòng MK Series mà bên mình rất là hay lắp, hoặc là những cái thương hiệu hoàn toàn mới như thế này của Boxstorm Acoustic cũng là được phân phối bởi nhà phân phối 3 sao. Đó, thì rất là mới được về Việt Nam. Thì mọi người có thể đến showroom Thiên Vũ và tham khảo các dòng này và nghe thử các dòng này. Đây là những dòng loa rất truyền thống và có mức chi phí đầu tư rất là hợp lý cho mọi người. Cái dạng loa thứ hai mà bên mình rất thường hay lắp cho khách hàng trong bộ càn karaoke chuyên nghiệp là những dòng loa đứng như thế này. Những dòng loa đứng như thế này thường cấu trúc của nó sẽ bao gồm một củ loa bát kích thước từ 20cm trở lên và một củ loa chép có hon kèn nha. Những dòng này, những dòng loa đứng này nó sẽ có hon kèn. Hon kèn ở đây nó để làm gì? Nó để phủ cái dải chép ra rộng hơn, nhiều hơn và công suất chép nó sẽ cao hơn. Những cái dòng hon kèn như thế này, những cái dòng loa dạng loa đứng như thế này thì công suất của nó sẽ đạt từ 250W đến 400W trở lên. Đó, những dòng và công suất nó sẽ cao hơn rất nhiều những dòng loa nằm. Những cái dòng loa đứng này tại sao công suất lại cao hơn các dòng loa nằm? Vì cấu trúc của loa của nó. Đầu tiên là cấu trúc hon kèn như mình đã nói, là nó sẽ tăng công suất của cái phần chép giải chép lên. Thứ hai là phần gân bát. Gân bát của các dòng loa đứng như này sẽ làm bằng gân giấy rất là cứng. Các bạn có thể thấy rõ này, khi mình ấn vào đây rất là cứng. Nó khác hoàn toàn so với cái gân mềm của cái dòng loa nằm. Các dòng loa nằm thường những cái gân này họ sẽ làm bằng cao su hoặc là foam mỏng. Đó, thì công suất nó sẽ không cao được. Nhưng những dòng này xài cái gân cứng như thế này, công suất ra rất là lớn. Đây là một cấu trúc đặc biệt riêng của những dòng loa đứng như thế này, mà hầu hết các dòng loa đứng trên thị trường đều có cấu trúc như thế này. Đương nhiên là nó sẽ khác một tí, có những ví dụ như lỗ thông hơi nó sẽ khác một tí như cái dòng mình đang có trên đây á, thì lỗ thông hơi nó sẽ phía sau thì nó sẽ làm âm bát dày hơn. Nhưng cũng có những dòng như dòng SL Dotinic thì họ sẽ làm lỗ thông hơi phía trước thì sẽ là cho ra tiếng mid tốt hơn. Đây là một dòng loa rất phổ biến cho những dàn karaoke chuyên nghiệp hiện nay. Các sản phẩm tiêu biểu cho những dòng loa này mà Thiên Vũ hay bán là gồm có thương hiệu Waffadel, các dòng series Anglo X10, X12, rồi những dòng của SE Audio Technic K10, K12, hoặc là những dòng cao cấp hơn như Calibro KI102, KI272, hoặc là những dòng Seabird. Như các bạn có thể thấy phía sau thì dòng Seabird này đang bán khá là chạy ở bên mình. Nó cũng là một cấu trúc chung tương tự như thế này thôi, không khác gì cả, nhưng mà củ loa và chép loa nó sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Đức và công suất nó sẽ đạt cao hơn cái những cái loa này rất là nhiều. Đó, thì các bạn có thể ghé qua Thiên Vũ, các bạn tham khảo rất là nhiều dòng loa dạng như thế này dành cho những phòng karaoke chuyên nghiệp và cả karaoke gia đình hiện nay. Dòng loa thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho mọi người là các dòng loa đồng trục. Thì mọi người có thể nhìn vào đây, mọi người có thể thấy được nè, nó sẽ cấu trúc, nó sẽ khác, hơi khác một xíu so với cái dòng loa mà loa đứng như lúc nãy mình có giới thiệu.
Mọi người thấy có gì khác biệt không? Bởi vì đây nó chỉ có một củ bát thôi, nhưng thực tế phía trong này nó sẽ là củ chép. Dòng loa đồng trục, tức là dòng loa củ chép và củ bát nó trên cùng một đường thẳng, chung một cái họng luôn. Cấu trúc của loa làm như thế này thì sẽ làm cho kích thước của loa trở nên rất là nhỏ gọn như thế này. Như dòng loa SE Audio Technica Code 8 mình đang có ở đây, cực kỳ nhỏ gọn, cực kỳ xinh xắn ha. Và góc phủ âm của nó là của chép và bát sẽ là tương tự nhau, làm cho âm thanh ra đều hơn, tốt hơn. Đó. Những dòng loa như thế này sẽ phù hợp với những khách hàng á, mà có cái gu hơi tinh tế một xíu, cần một cái loa tương đối nhỏ gọn trong gia đình nhưng mà lại đáp ứng được chất âm tốt, công suất cao thì nên chọn sản phẩm này. Nhưng mà dòng loa này cũng không phải là ưu thế tuyệt đối, mà những dòng loa này nó vẫn có một cái nhược điểm, đó là chi phí sản xuất khá cao so với những cái dòng loa truyền thống như cái dòng loa đứng như nãy mình giới thiệu. Đó. Những cái sản phẩm mà đại diện cho cái dòng đồng trục này của bên Thiên Vũ gồm có dòng SE Code 8 này và một dòng sản phẩm nữa của Bow, mã series là DM8S, nhưng là dòng này mình sẽ không review tại đây, mà cái này là một cái sản phẩm chiến lược của Thiên Vũ trong năm 2022 này. Thì mình nghĩ cái đó anh Vũ sẽ review thực tế và review chi tiết cho mọi người hơn trong các clip tiếp theo, thì mọi người nhớ đón xem cái clip này nha. Mình nghĩ đó là sản phẩm Bow cực kỳ hot trong năm 2022 này. Dạng loa cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho mọi người là cái dòng dạng loa cột như thế này, hay còn gọi là loa column. Thì loa column này cũng thật ra là cũng mới về thị trường Việt Nam thôi, chứ cũng chưa có lâu lắm đâu, và mới được ứng dụng trong karaoke gần đây thôi. Nhưng mà tuy nhiên lại được khách hàng rất là ưa chuộng và chào đón vì rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là những dòng loa cột như thế này mình không phải treo đục tường, hay là không phải treo loa, hay là đi dây, hay là sợ lỗi dây, hay là bất cứ cái gì, chỉ cần đặt và đánh. Thứ hai nữa, cái dòng loa cột như thế này, cái bộ thiết bị của mình nó không phải cần những cái cục đẩy rất là lớn, những cái âm đi rất là to, mà chỉ cần một cái vang số và một bộ micro là xong rồi. Rất phù hợp với nhà phố nhé, và những cái không gian mà tương đối rộng mà thoáng á. Bởi vì thật ra nhà phố bây giờ á, mọi người xây á, thường là nó sẽ thoáng giữa không gian phòng khách và phòng bếp, nên những dòng loa này nó rất là phù hợp. Bởi vì những dòng loa này góc phủ âm rất tốt, nó đến như những dòng là một rồi 8 mình đang có đây, góc phủ âm nó đến 180 độ, nên là nó sẽ phủ được toàn bộ không gian mình ngồi, thậm chí phủ cả vào bếp luôn, nếu mọi người thích vô bếp mọi người nghe đó. Thì những cái sản phẩm mà tiêu biểu cho cái dạng loa này á, sẽ có là một rồi 8 của Bow nè, là một rồi series luôn á, có nghĩa là vừa rồi 8, rồi 16 hoặc là rồi 32, hoặc là những dòng JBL như là JBL Aeon MK2, JBL Spirit One. Cái dạng loa cột column này á, thì cấu trúc nó thường sẽ bao gồm một cái củ bát ở dưới này và một cái thanh trụ cắm lên loa đi lên trên. Thì nó sẽ tùy loa, nó sẽ có tùy cái số lượng loa này mà công suất nó sẽ thay đổi, và tùy kích thước loa bát này mà công suất nó sẽ thay đổi, và có cây nối hay không cây nối thì tùy vào cái chỗ để loa của mọi người. Thường thì những cái loa như thế này á, nó sẽ có cây nối lên để mọi người, phục vụ cho khi mà mọi người ngồi xa. Còn thực tế nếu mà mọi người ngồi gần loa thì mọi người cũng cắm như mình đây là được rồi. Đó, mình cắm trực tiếp từ cái súp lên cái loa lên cái súp luôn, win vẫn được bình thường. Những dòng sản phẩm này mình thời gian gần đây bên mình lắp khá nhiều cho khách, thì mọi người có thể tham khảo thêm trong các clip mà mình đã lắp đặt rồi. Vừa rồi mình mới giới thiệu cho mọi người 4 dạng loa mà bên mình Thiên Vũ đã rất thường xuyên lắp đặt cho khách hàng. Trong clip tiếp theo mình sẽ nêu chi tiết hơn, rõ hơn ưu nhược điểm của từng dòng. Mỗi dòng đều có ưu nhược điểm riêng khác nhau. Mình sẽ phân tích cho mọi người rõ là không gian của mọi người nên xài loa gì, nên xài loa nằm hay nên xài loa đồng trục, hay nên xài loa full range, loa đứng cao hay là loa column. Thì mọi người đón xem trong clip tiếp theo của mình nha. Nếu mọi người thích nội dung của mình vừa chia sẻ thì mọi người hãy cho mình một like, share và subscribe. Còn nếu mà có thắc mắc gì thêm thì mọi người cứ comment ở phía bên dưới cho mình biết, để mình sẽ trả lời mọi người. Còn nếu mọi người muốn nghe thử các dòng loa, các sản phẩm mà mình vừa mới giới thiệu thì mọi người đến ngay showroom của Thiên Vũ tại 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5,
hoặc là gọi ngay hotline tụi mình để ở phía dưới. Mình là Khánh, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.